Ở huyện Mường Nhé, cực Tây của Tổ quốc, đồng bào dân tộc Hà Nhì sống tập trung chủ yếu ở các xã Xín Thầu, Xen Thượng, Leng Xu Xìn và Trung Trải với khoảng gần 1.000 hộ dân. Ở cộng đồng dân tộc Hà Nhì có những nét văn hóa dân tộc đặc trưng như trang phục dân tộc, các tín ngưỡng văn hóa gắn với các lễ hội, ngày hội, Tết khu sự trà hay nhà trình tường. Bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, những năm qua, huyện Mường Nhé đã tổ chức và phục dựng các lễ hội truyền thống của các dân tộc và vận động các hộ dân đầu tư phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Có thể kể đến nét kiến trúc độc đáo của ngôi nhà trình tường, một trong những biểu trưng riêng có của đồng bào dân tộc Hà Nhì. Ngôi nhà được làm bằng đất, ấm về mùa đông, mát về mùa hè, rất phù hợp với khí hậu khắc nghiệt ở nơi ngã ba biên giới. Đây chính là điểm nhấn ấn tượng cho du khách khi đến khám phá, trải nghiệm nét văn hóa dân tộc ở Mường Nhé. Nhà trình tường đối với dân tộc Hà Nhì nó gắn bó từ lâu rồi. Là nhà trình tường gắn liền với cuộc sống của người Hà Nhì. Là ngày xưa đấy, thời kỳ mà đồ đá đấy, người ta cái thứ nhất là ấm và là mát về ban ngày và ấm về ban đêm, nhưng mà nó bảo vệ được con người đấy, thu rừng giữ rú. Thì nhà trình tường ấy thì làm được rất công phu, phải ít nhất phải 10 ngày tùy theo từng gia đình. Nếu mà là ba gian thì bốn gian là do điều kiện của gia đình đấy, có cái đồng thì phải làm dài thêm, nhưng mà là rất công phu và là phải lấy đất nền này, sau đó thì mượn anh em để làm rất là cầu kỳ. Và ở giữa thì phải là đền vào cây trên cây nữa, phải nước mà được thường thì chứ phải dài đến 40 đến 50 phân. Dọc tuyến quốc lộ 4H dẫn lên ngã ba biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc thuộc địa phận xã Xín Thầu là homestay Hà Nhì Apa Trải của gia đình bà Su Lò Xe. Homestay được xây dựng mang đậm nét văn hóa dân tộc với kiến trúc truyền thống nhà trình tường của người Hà Nhì. Mô hình du lịch cộng đồng này đã đáp ứng nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách trong và ngoài tỉnh khi đến lưu trú trải nghiệm đời sống văn hóa của người Hà Nhì. Khi du lịch ở đây thì tôi đi qua tôi cũng thấy rất là mộc mạc và đơn sơ. Nhưng mà khi tôi được vào trong này tôi khám phá thì tôi thấy phòng ốc rất là đẹp và cái người ta dựng lại được những cái khung cảnh ngôi nhà của người Hà Nhì bằng đường gỗ, tường gỗ và tường đất rất là đẹp và phòng rất là mát. Và tôi thấy nó đúng với cái phong tục của người tập quán ở người vùng cao ở đây. Và tôi nghĩ là cái view này rất là đẹp cho những các bạn trẻ cần được đi trải nghiệm. Nhà mình làm nhà trình tường ngày xưa vô hồ lệ. Không làm như thế thì đông khái các thứ thì khách dù đến thì phục vụ văn nhẹ này. Có cái gì mà yêu cầu thức ăn các thứ thì nhà mình sẽ phục vụ. Đi thành phố Hồ Chí Minh này, Thanh Hóa này, đi Điện Biên này, đi Hà Nội thì bà đi khắp nơi thì người ta nó quảng bá dân tộc Hà Nhì, nó quảng bá như thế mà nhà mình sẽ quảng bá nó phục vụ lại ngày xưa là nhà trình tự như thế. Cụ thể hóa nghị quyết số 06 của huyện ủy Mường Nhé về phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc huyện Mường Nhé giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành quyết định kế hoạch về việc triển khai đề án phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc huyện Mường Nhé giai đoạn 2021-2025. Định hướng đến năm 2030. Định hướng phát triển du lịch được xây dựng dựa trên cơ sở những tiềm năng sẵn có và cơ hội đầu tư nhằm đánh thức tiềm năng du lịch nơi cực Tây của Tổ quốc. Chúng tôi cũng định hướng chọn cái xã Xín Thầu là cái xã mà có cái mốc giao điểm giữa ba nước để tổ chức cái hoạt động du lịch cộng đồng. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho nhân dân tham gia các cái khóa, các cái lớp bồi dưỡng về du lịch cộng đồng, rồi tổ chức cho một số hộ gia đình có điều kiện cùng với các đoàn công tác của huyện để đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở các cái tỉnh bạn. Đến với vùng cao như Tùa Chùa, địa bàn cư trú của 7 dân tộc cùng sinh sống,
du khách sẽ được trải nghiệm nhiều nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc vẫn đang được bảo tồn và phát huy. Đó là các chợ phiên truyền thống đặc trưng của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Xá Nhè, Tà Xìn Thàng, hội xuân đầu năm ở các xã Xá Nhè, Xính Phình, Tà Phìn, Tùa Thàng hay nghệ thuật khèn mông vang vọng trên các cao nguyên đá. Trong định hướng phát triển, huyện Tùa Chùa đặt ra mục tiêu phát triển du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Khai thác những tiềm năng thế mạnh sẵn có, riêng trong 9 tháng đầu năm 2024, Tùa Chùa đón trên 20.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Đặc sắc của huyện Tùa Chùa là có các cái lễ hội, rồi thì có các cái hội xuân, nên là những cái văn hóa bản sắc của dân tộc được truyền lưu giữ thì phục dựng lại, nên là cái việc mà du khách người ta biết đến và cũng đến với Tùa Chùa ngày càng mùa đông. Trên cơ sở cái kế hoạch thì huyện cũng chỉ đạo phòng văn hóa thông tin, ủy ban nhân dân các xã thị trấn là ra soát kiểm đếm để đề nghị công nhận các cái di tích cũng như là các cái nghề truyền thống, rồi thì ra soát các cái nghệ nhân để tiếp tục là đề nghị công nhận cũng như là truyền dạy cho các cái thế hệ trẻ để mục đích là bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Với cộng đồng 19 dân tộc, mỗi dân tộc có kho tàng văn hóa với những nét riêng về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, tạo thành bức tranh đa sắc màu văn hóa. Khai thác các giá trị văn hóa vốn có, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cấp ngành triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển du lịch gắn với bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa từng dân tộc. Ngoài những nét văn hóa truyền thống của 19 dân tộc, tỉnh Điện Biên còn có hai di sản nghệ thuật Then Thái và nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 18 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là những tiềm năng thế mạnh riêng có để các địa phương khai thác các giá trị văn hóa nhằm phát triển du lịch. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thường xuyên mở các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những cái đồng bào đang có xu hướng làm du lịch cộng đồng và thực hiện các hoạt động du lịch để có những cái nhận thức cao về bảo tồn, phát huy cũng như là bảo vệ những cái giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc mình. Chúng tôi cũng rất chú trọng đến việc là mời các cái chuyên gia về du lịch cũng như là cán bộ làm công tác du lịch có nhiều am hiểu cũng như là kinh nghiệm xuống tận nơi để hướng dẫn cho đồng bào thực hiện các cái hoạt động dịch vụ du lịch để phục vụ du khách. Trên cơ sở nghị quyết về phát triển du lịch đã được xác định, các địa phương đã quan tâm thực hiện nhiều giải pháp để bảo tồn, phát huy và xây dựng những sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn với du khách. Tăng cường công tác quảng bá những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc tại địa phương mình thông qua các hoạt động lễ hội, ngày văn hóa các dân tộc.